Mẹ ơi, ba Vũ bận à? Ba Vũ đi công tác sắp về rồi con ạ. Mẹ ơi, mẹ gọi chị cho ba Vũ đi. Chờ mẹ một lát nhé. Mấy giờ anh về đến Hà Nội thế? Con gà tập đá. Con gà tập. Chắc 10 giờ hoặc muộn hơn. Có thể anh sẽ ở lại viện luôn. Chú chó giận dữ gươm gươm nhìn hắn. Quá! Ngươi định lấy xương để mua chuộc ta sao? Đừng có mơ! Ngươi muốn vào nhà trộm đồ chứ gì? Đừng có nghĩ là ngươi cho ta khúc xương thì ta sẽ quên mất nhiệm vụ của mình mà để cho ngươi vào nhà cuộn sạch nhé. Bài học là một người có ân tất báo thì không thể vì lợi ích mà quay lưng phản bội. Kẻ thấy lợi quên nghĩa sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ của người đời mà thôi. Kitty nhớ chưa? Kitty ơi, ra đây với mẹ con cho chị học bài. Mẹ mai mình đọc tiếp nha. Chị ra đây. Ra đây, em giúp mẹ việc này nha. Em ngồi đây, em ngồi đây. Mẹ cho ba Vũ xem chưa? Ba Vũ chắc là bị mệt con ạ. Đi làm xa về mệt lắm. Giờ Kitty giúp mẹ gập quần áo nhá. Mẹ sẽ hướng dẫn Kitty nhá. Mời vào. Anh, giờ này anh vẫn còn ở viện à? Thì phải đợi cậu về mới yên tâm chứ. Cậu làm cả viện thót tim còn gì nữa. Anh đang có việc muốn nói chuyện với em đây. Thế em về em đã báo với mẹ em chưa? Dạ rồi à. Hôm qua ấy, mẹ cậu rất sốt ruột nên đã lên tận đây để tìm cậu. Lúc về thì bà có bị choáng nên tôi đã cho giữ lại và kiểm tra. Có vấn đề gì à? Lúc trước á, mẹ em cũng đã phẫu thuật xong rồi. Căn bản kết quả là ổn nên mẹ mới về Việt Nam. Em cũng đã kiểm tra kết quả xét nghiệm bên đấy. Hôm qua thì tôi cũng đã động viên mẹ cậu làm xét nghiệm lại. Nhưng kết quả không được khả quan lắm. Mẹ cậu thì muốn giấu. Nhưng mà tôi nghĩ mãi. Cái chuyện này không nói không được. Tôi cũng đã nhờ các anh em xem lại. Thì tế bào ung thư đã tái phát và lan rộng. Tình hình là mẹ cậu sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ mẹ nhìn thấy con ở với Ngân Hà thì mẹ lại thấy cái sai của mẹ nó luôn hiện hữu ở đó. Mẹ à, con hiểu mà. Nhưng mà con nghĩ có khi nào đó chỉ là nút thắt trong lòng mẹ. Còn đối với người ta, có khi người ta đã tháo bỏ xuống rồi. Không, những chuyện như thế không dễ gì bỏ xuống được. Chỉ có cái chết. Nếu con yêu Ngân Hà đến thế thì con hãy chờ mẹ nằm xuống đã. Mẹ, con hãy cố chịu đựng thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi. Vũ. Kitty. Ô, ba Vũ kìa. Anh. Kitty ngoan. Wow, đâu nhiều kẹo vậy? Hả? Con tặng ba kẹo.
Ba xin nha. Vâng. Để sau này ba đi công tác á, ba sẽ nhớ Kitty, được không? Được. Ba đi công tác cả. Ừ. Ba lại đi công tác. Nhưng mà lúc ba về á, chắc Kitty lớn lắm rồi đó. Dạ. Kitty phải nghe lời ông bà, nghe lời mẹ nữa nha. Vâng. Ba chạy cái nước. Ba vẫn đang nghỉ. Ừ, ba nhớ rồi. Thôi, bây giờ mình vô lớp nha. Vâng. Chứ không các cô giáo đợi đó. Nào lên đây ba ẵm nào. Ngoan. Ồ, Kitty nặng quá rồi. Anh Vũ, khi nào anh mới bay? À, lịch thì 3 ngày nữa. 3 ngày nữa? Ba là con trai với. Kitty ngoan, đợi khi nào Kitty lớn lên á, ba sẽ đưa cả Kitty với lại con á của cậu Nam với dì Đình đi bay luôn, được không? Được cả. Anh Vũ, anh bay, theo em nghĩ anh cũng đâu có biết ngày nào anh mới về đúng không? Vậy còn chuyện anh với con Hà tính dẹp luôn hả? Mày nói cái gì đấy? Mày cứ để im cho tao hỏi đi. Tao muốn nói chuyện với ảnh cho ra ngô ra khoai luôn. Anh, hai người gian gian díu díu mập mờ bao nhiêu lâu nay rồi, hai người không biết chán hả? Trời, anh có biết là hôm trước em tốn biết bao nhiêu nước bọt em mới thuyết phục nó đi kiếm anh không? Mày cứ để im tao nói coi. Rồi cái hôm mà anh bị tai nạn, nó tưởng đâu là anh bị tai nạn, nó không muốn sập nhà luôn kìa. Rồi giờ sao? Anh đi mà không nói năng gì hết hả? Rồi hai người giải quyết làm sao? Tính chia tay hả? Đường ai nấy đi hả? Muốn kết thúc hả? Sao chúng quen thế nhỉ? Ô, sao vào đây? Cũng không có gì đâu ạ. Con chỉ định hỏi mẹ là đứa bé này là ai thế? Trả cho tôi. Trả lại cho tôi. Con đã làm gì đâu. Con chỉ muốn hỏi là đứa bé này là ai thôi mà. Nhưng mà cô Lục láo đồ trong phòng tôi thì trả cho tôi. Nhưng nó là ai mà mẹ lại phải giấu kỹ thế ạ? Lâu ngày không gặp. Không định chào hỏi nhau một tiếng à? Tôi không có gì để nói cả. Nhưng tôi thì có đấy. Tôi vẫn thường tự hỏi, sao sau bao nhiêu năm ông vẫn chưa cưới được mẹ của con mình. Kết hôn á chỉ là thủ tục để đảm bảo về mặt pháp lý và tài sản, chứ đâu có đảm bảo được tình yêu đâu. Chúng tôi yêu nhau như vậy có phải tốt hơn không? Hôm nay tôi cũng thấy vui. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố sách. Có người nói là Kitty giống tôi, con gái giống cha, giàu ba họ đấy.